Xin kính chào quý vị khán giả, cô chú anh chị em gần xa thân mến. Tiếp tục chia sẻ những cái câu chuyện drama của giới nghệ sĩ cũng như là liên quan tới vấn đề từ thiện. Vừa được Bộ Công an đưa ra là nghệ sĩ không có những cái hành vi cũng như là những cái bằng chứng để mà trục lợi từ thiện. Thì qua đó thì cái một bộ phim ngõ cục của một cái anh lệ tổ trong làng hài Việt Nam vừa được tung ra thì nó đã nằm trên top 1 của thịnh hành ở YouTube. Theo nhiều người, đây là những cái tác phẩm ăn cắp ý tưởng chất xám của những cái người ở trong cái drama này, đặc biệt nhân vật chính đó là cô Nguyễn Phương Hằng. Và theo đó thì kèm theo những cái kênh YouTube khác thuộc về đó, là người ta gọi đó là những cái kênh YouTube đó người ta gọi là truyền thông của nhân dân. Thì bởi vậy cái kênh của em nằm trong đó thì cũng nêu lên quan điểm của những cái người làm YouTube bình dân, người ta gọi là truyền thông nhân dân, thì nói chung là vậy. Thì qua đó thì nhiều khán giả cũng cho rằng cái anh lệ tổ này anh đã ăn cắp những cái ý tưởng chất xám của cái câu chuyện cô Phương Hằng đưa ra để đẩy cái drama này lên, và nhằm qua đó thì chẳng những ăn cắp mà còn cà khịa rất là mạnh về cái câu chuyện của cô Phương Hằng này. Tại vì khi mà cơ quan điều tra Bộ Công an họ đưa ra những cái kết luận là nghệ sĩ không có dấu hiệu để trục lợi từ thiện, nhưng mà xin thưa với quý vị khán giả, đó là cái sự điều tra của cơ quan chức năng Bộ Công an, họ đã điều tra không có những cái bằng chứng cho thấy là họ trục lợi từ thiện. Nhưng theo em thì nên Bộ Công an nên làm rõ, đưa ra những cái chi tiết, những cái bằng chứng cho những cái khán giả, chẳng hạn như những kênh của em hay là những cái khán giả gần xa trong và ngoài nước thấy được những cái chi tiết sao kê trending và những cái tạm khóa báo có chi tiết của những cái nghệ sĩ này có đóng thuế hay không, hay là có làm gì minh bạch hay không, chứ đâu phải mà đưa ra những cái quyết định đó rồi không có những cái bằng chứng, những không có chi tiết gì cho khán giả người ta đưa ra nhìn thấy được. Tại vì rất là nhiều mạnh thường quân trong nước ngoài nước người ta đâu có tiếng nói lên đâu, người ta đâu có những cái sự mà truyền thông đẩy lên đâu, báo chí họ đâu viết đâu. Nhưng mà những ý kiến riêng của em trong cái kênh của em thì em đưa được quyền đưa lên, nêu lên cái ý kiến của em và đưa lên những cái quan điểm của em suy nghĩ thôi, chứ không nhằm mục đích công kích ai. Đó là mấy anh nghệ sĩ này ảnh cho rằng mấy ảnh vô tội và mấy ảnh được quyền làm những video xuyên kiểu như là họ châm biếm đối chọi lại, xuyên tạc lại những cái luận điểm mà cái cô Phương Hằng cũng như là những YouTuber họ đưa ra những cái câu chuyện trong drama này. Đặc biệt thì cái câu chuyện này anh lệ tổ này ảnh nhằm ảnh công kích cá nhân nhiều hơn là ảnh đưa ra những cái câu chuyện hài. Nếu mà chúng ta nhìn nhận sơ về những cái người làm nhìn vô mà dạng tác phẩm hài của ảnh thì ảnh chỉ nói gì tào lao ba sao gì, đâu có ý nghĩa nhân văn gì cái câu chuyện này đâu, đúng không quý vị? Ảnh nhằm mục đích là công kích cá nhân hơn là ảnh làm ra một cái tác phẩm điện ảnh. Thì theo nhiều cái khán giả, nhiều cái người nói là ảnh ăn cắp chất xám, ăn cắp cái ý tưởng của bà Phương Hằng. Thì sau đây thì nếu mà ảnh nói mà ảnh ăn cắp, ảnh dựa trên đó thì ảnh làm và ảnh đưa ra cho khán giả thấy là những cái câu chuyện của ảnh đưa nêu ra cho mạng xã hội, nhưng mà nó cũng lanh quanh tới những cái chuyện mà những YouTuber, những cái người mà nói về cái vấn đề trong cái câu chuyện của ảnh, nhưng mà ảnh không nói ra về cái câu chuyện mà từ thiện, mà ảnh nói ra những cái câu chuyện là ăn cắp hay là kiểu như là đổi thừa người này nữa người kia trong cái hẻm cục của ảnh đó. Và ảnh nói là cái bản quyền của ảnh là tự do ảnh sáng tác, chứ không có ai mà đưa lên cái ý tưởng này cho ảnh hết, tự ảnh sáng tác và có bản quyền đầy đủ hẳn hoi đó. Thì cũng cảnh báo với những người mà nói về cái tác phẩm của ảnh, và sẽ thưa những làm đơn những cái người nào mà công kích về nói về ảnh. Đó là cái quan điểm của em về cái nhìn nhận về cái câu chuyện này của bên với nghệ sĩ. Nhưng mà tại sao anh đưa ra anh nói là
công kích những cái người này, sao anh đưa ra những cái quan điểm đó thì anh không đưa ra thêm nữa những cái video mà nổi cộm nổi cán ở câu chuyện của những cái giới nghệ sĩ cũng như những người làm từ thiện. Sau đây thì em xin chia sẻ về nhiều cái vấn đề khuất tất của xã hội trong mấy tháng vừa qua, đặc biệt là 10 tháng vừa qua, về cái câu chuyện nhiều người quan tâm về vấn đề mà làm từ thiện cũng như là chữa bệnh, làm hàng nhái, hàng giả cũng như là thần y. Thì em xin liệt kê những cái ý kiến cũng như là những cái bình luận của khán giả chia sẻ trên mạng xã hội. Đầu tiên là một cái nội dung cho rằng thì khi mà nghệ sĩ đi kêu gọi từ thiện thì bất chấp kêu gọi mà xong không sao kê và âm thầm chuyển cho người khác, kêu gọi rồi ngậm luôn mấy tháng trời, và khi đó thì người ta hô hào lớn lên mới lòi tiền ra, kêu gọi thì mượn danh của mình mà đưa cái số tài khoản của người khác đưa ra để mà không biết làm gì nhằm lấp liếm cái câu chuyện đó. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là nghệ sĩ quảng cáo hàng nhái. Ở trong đây thì cái tác phẩm ngõ cục này của anh này, anh Lệ Tổ này, anh cũng không có đưa ra được cái câu chuyện đó. Anh làm drama mà sao anh đưa khôn với anh chơi toàn là những cái gì bên phe của anh không à, anh không có đưa ra những cái quan điểm này. Đáng lẽ là nghệ sĩ là MC của quốc dân này kia cũng phải đưa ra những cái quan điểm mà nó cộm nó cán ở mạng xã hội chứ. Đưa ra những cái nghệ sĩ nè không quảng cáo hàng nhái, quảng cáo hàng nhái nè, quảng cáo tiền ảo nè đó, rồi sau đó bị cộng đồng mạng phanh phui ra là bán hàng kém chất lượng, hàng dởm, không đúng chất lượng, xong cái bị khán giả đưa ra thì xin lỗi thôi đó. Thì quảng cáo cho tiền ảo, tiền ảo đó là dạng thuộc dạng lừa đảo mà cũng quảng cáo xong ra đưa lên cái Facebook và đưa lên là nói viết cái status rồi xong là xin lỗi khán giả là xong chuyện đó quý khán giả. Cái vấn đề thứ ba là nghệ sĩ nêu lên cái vấn đề nghệ sĩ chở búa trong cái đêm mà cái lúc mà ngày mất của nghệ sĩ Chí Tài á, cũng có liên quan tới vấn đề ông thần y đó. Hồi trước cũng có chữa bệnh ông thần y, không biết có liên quan dính dáng gì không nha. Và cái dính dáng về cái câu chuyện này thì cái một cái anh mà YouTuber mà dạng gamer ở nổi tiếng ở Việt Nam đó, thì đám nghệ sĩ này cho nguyên cái đám giang hồ lại đó, theo đem kèm theo đó là giang hồ, kèm theo đó là những cái anh mà lực sĩ võ sĩ đi tới nhà người ta buộc người ta phải phanh tay xin lỗi đó, rồi tặng sách giáo dục công dân cho người ta nó lớp 1 luôn đó. Cái gì thấy ghê không, nghệ sĩ mà làm cái hình ảnh đó là còn hơn là dạng là người trong giang hồ trong mấy cái phim mà Hồng Kông ngày xưa đó quý vị nhá. Bây giờ họ tạo ra những cái bộ phim mà như hồi trước những cái năm 90 đó, bộ phim Trần Hậu Nam đó, đưa ra nhiều cái hình ảnh mà dạng với nghệ sĩ y chang vậy luôn đó. Còn vấn đề thứ tư là tiếp tay lăng xê cho thần y, không chữa nổi một ca nào mà cũng đưa tiếp tay lên quảng cáo nhằm đưa lên cho cộng đồng mạng được biết. Trong nhiều năm vừa qua thì không có đứng lên để mà biện minh hay là nói ra là những cái tình tiết rõ ràng là gần ông thần y này không có chữa bệnh hết hay không, cũng im luôn, cũng lặng luôn, rồi tiếp tay với cái bọn mà tà am để mà quảng cáo cho cái mấy đứa nhóc ở Thiền Am đó quý vị, thì cũng đưa lên thì được giải nhất đó, thì nói là trẻ mồ côi, nhưng bây giờ người ta đã điều tra rồi, công an người ta điều tra, người ta bắt cả ba người đó, thì nói lên đó là đâu phải trẻ mồ côi đâu, cũng có cha có mẹ sống chung mà đó. Đó là cái vấn đề thứ tư. Vấn đề thứ năm là nghệ sĩ của nhân dân, nghệ sĩ của vùng kính, nghệ sĩ là cái vùng đất cấm, không có ai được đụng chạm tới. Đụng chạm tới nghệ sĩ là đụng chạm tới cái ổ kiến lửa, đụng chạm mà không có ai được phép mà đụng chạm tới nghệ sĩ đó. Cái vấn đề thứ sáu đó là nghệ sĩ chửi khán giả là chó đẻ đó, điển hình như là cái anh dùng đất cấm gì đó quý vị nhỉ. Đó, tiếp theo đây đó là những cái anh dùng đất cấm đó, chị kiến lửa, Trịnh kim chỉ gì đó đó, đó là chửi khán giả là chó đẻ nè, là anh dùng đất cấm ha, đợi đục vô mỏ khán giả luôn, rồi nói dân Việt Nam lười biếng, không có chịu làm, tối ngày đi cà phê cà pháo mà lười biếng,
không có thích cuộc sống ở Việt Nam, thích cuộc sống Mỹ mà đó. Qua Mỹ mà tung hô lên Mỹ mình đè bẹp dạng là dìm hàng Việt Nam chúng ta, nói dân Việt Nam chúng ta lười biếng. Đó tại sao những cái vấn đề đó là anh Lệ Tổ này anh không đưa lên cái câu chuyện ảnh luôn đi cho nó lên cái che đinh nữa. Tiếp tục nè. Cái vấn đề thứ bảy là nghệ sĩ thích đi kiện người khác. Đụng cái gì ra là không có nói gì giải thích chứ, chỉ cứ nói là đi kiện. Đi kiện để nhằm mà đưa ra cái quan điểm là rằng mình minh bạch, mình vô tội. Xong đi kiện đi, mấy tháng nay nè, bà Hằng đó, bà làm đó, rồi mấy cái YouTuber đó, họ đưa lên đó. Xong đi kiện đi. Dạ đi kiện đi. Ở ra thích đi kiện. Đi kiện mà đâu có minh bạch đâu cái gì vậy. Rồi vấn đề thứ 8 đó là nghệ sĩ dựa vào fan cuồng. Nguyên cái dạng là nhiều cái nghệ sĩ bây giờ đó, họ có hẳn nhiều cái Facebook, TikTok nào quý vị khán giả và YouTube nữa, cộng đi cộng lại cũng mấy triệu à. Người người dạng là người ít nhất cũng anh Lệ Tổ được cũng mười mấy triệu ha, cái cô Thị Tài cũng mười mấy triệu, rồi mấy cái cô khác mặt nhặt, mấy cái anh diễn viên hài lũ này kia ha, cũng 7-8 triệu, 90 triệu đó, em cũng quan tâm tới Facebook đó nghe. Chưa kể tới bên TikTok nè, bên YouTube nè. Những cái fan cuồng, những cái fan anti fan á thì tối ngày cứ binh vực là họ bất chấp luôn. Tại sao những cái vấn đề đó mà không nhìn ra mà tại sao lại binh vực đó? Đó là những cái vấn đề thứ 8 của những cái fan cuồng dựa vào cái drama này. Đa số những cái fan cuồng á là học sinh, những cái người mà dạng tối ngày thích hài, thích diễn này kia đó, thích khóc ở trên truyền hình á, thì đa số những cái fan cuồng đó họ binh vực, họ u mê. Còn vấn đề số 9. Chẳng hát hò gì cũng được vinh danh huy chương vàng kịch nói toàn quốc và huy chương bạc của giải Mai Vàng luôn, đó là cái anh Hề Lũ 14 tuổi với cái anh Áo Dâm đó quý vị khán giả, Áo Dâm béo béo mập mập gì đó, đó anh đó đó cũng được vinh danh luôn trong cái giải Mai Vàng. Nguyên một năm không đi hát gì, tự nhiên ra dọn quất bà quất một vở diễn mà khán giả cũng không nhìn thấy luôn, tự động rồi không biết ai mà chấm cho rồi đọc giải vàng luôn, rồi được giải bạc luôn. Đó là mấy cái anh đó. Cái anh mà Áo Dâm đó, anh cũng cả mấy năm nay mới chừng mặt ra, nhưng bây giờ chừng mặt ra thì ai mà coi đó đâu mà cũng được giải bạc. Em không hiểu sao được giải bạc và được giải vàng. Đó. Rồi có cái câu chuyện vấn đề thứ 10 đó là không có hoạt động từ thiện gì, chỉ có đưa tiền mượn danh là đi từ thiện của lấy tiền của Mạnh Thường Quân rồi đưa cho người khác làm giùm rồi đưa ra những cái báo cáo, đưa những tờ giấy chứng minh cho khán giả biết chứ đâu có đi làm gì đâu, rồi đó cũng được vinh danh trong cái giải Mai Vàng vì cộng đồng. Mà đưa làm từ thiện á thì trong lúc mà nói cứu trợ đồng bào miền Trung, khi mà hết lũ lụt rồi cũng đem áo phao áo mưa theo cho người ta mặc chi lúc đó. Đó quý vị khán giả thấy không, đó là những cái câu chuyện, 10 câu chuyện nổi cộm ở trong đây em xin đưa ra cho quý vị khán giả cùng nghe và cùng phân tích về cái câu chuyện này. Rất là cảm thấy, nhưng là mình, nếu mà em hỏi đi quý vị khán giả đi, quý vị khán giả cứ đặt câu hỏi là tại sao quý vị khán giả binh vực với 10 cái câu chuyện của em đưa ra, của cộng đồng mạng, của dư luận họ đưa ra những cái ý kiến, những cái quan điểm đó là những cái ý kiến của khán giả, của cộng đồng mạng đó, những cái người nhân dân ở của bọn em đưa ra, chứ bây giờ không có nói là bà Hằng gì hết chứ đó, không có nói bà Hằng hay là những cái người khác đâu, đó là cái ý kiến của khán giả và cộng đồng mạng. Nhiều cái trang bây giờ có gì lên nhiều cái hội lắm, hội tẩy chay nghệ sĩ nè, rồi hội những cái hội mà dạng là anti fan của nghệ sĩ luôn rất là nhiều, rồi hội nhóm lũ hậu .vn tùm lum hết trơn á, người ta đưa lên rất là nhiều, rồi tẩy chay Hề 14, rồi tẩy chay anh Đàm Chỉnh Biệt, rồi tẩy chay anh Lệ Tổ tùm lum hết trơn, nói chung rất là nhiều cái hội nhóm. Còn bây giờ đa số á là mấy ảnh chơi truyền thông, sau lưng của mấy ảnh là có một cái đội ngũ truyền thông YouTube đứng đầu ở Việt Nam luôn, bây giờ muốn thích lên trend số 1 là lên đó, đứng số mấy cũng được chứ. Bây giờ sau lưng họ bao nhiêu kênh, biết bao nhiêu kênh, họ dùng công nghệ họ đẩy cái video họ lên đó, họ đẩy video họ lên và họ có một cái số lượng fan anti fan của họ nữa, họ những cái số lượng mà fan hâm mộ nữa đó, những cái fan cuồng luôn, và thậm chí những cái fan cuồng có những cái anti fan họ vô họ coi để mà họ biết mấy anh này nói cái gì,
chứ họ không coi sao họ biết thì họ nói được, đúng không? Giống như em nè, em phải coi, em không thích nhưng em phải coi, coi để mà biết được và nói đó. Vì họ lấy cái chất xám của những người khác, đúng không, những cái YouTuber khác rồi họ châm biếm, họ làm, họ chửi lại, chứ họ đâu có mang tính chất gì đâu là đưa cái video lên để mà đưa cho chúng ta mang tính chất mà nhân văn gì trong đó đâu. Hài mà hài nhảm nhí, hài mà hài công kích đó, hài mà hài dạng là chơi cá nhân, thù cá nhân để mà đưa lên. Họ sẵn sàng bỏ ra tiền, họ sẵn sàng chạy quảng cáo, họ sẵn sàng bỏ ra công nghệ họ làm để đưa lên những cái top đầu rồi đó. Sau này khi diễn đó quý vị khán giả, bây giờ á họ chỉ chơi được chứ chơi trên mạng mà trên thực tế ảo thôi, mới mốt ra diễn ai mà coi, ai mà đặt quảng cáo đó quý vị khán giả đó. Những cái người nào tin về cái vấn đề này thì tiếp tục tin đi, còn những cái người nào mà có cái quan điểm, có cái nhìn nhận giống như em, hoặc là mình nên đặt cái câu hỏi cho trong đầu mình, tại sao mình thấy như vậy mà mình không nói, hay là mình thấy như vậy mình bỏ qua, nói ông này ông diễn hay quá, ông diễn hài hay quá, ông làm này xàm xàm xí xí tôi thấy thích quá vậy thôi, còn mà những cái chuyện khác anh ta làm mà không có nêu ra, không có nhìn nhận, không có nói ra. Rồi con cái của quý vị khán giả là sao, coi học theo cái gì, sau này lớn lên học theo đứng ẻo lả, đứng khóc lóc, đứng này kia rồi ảo trên mạng gì coi diễn hài nhắm nhí này kia khơi gì đó, rồi miễn sao nó có tiền là được rồi, còn bất chấp nó làm cái gì, đúng không? Đó là quý vị khán giả suy nghĩ vậy, đúng không? Có những người u mê dạng là thích xem những người này là như vậy, suy nghĩ vậy, đúng không? Đó là cái chia sẻ, những cái quan điểm của em về cái câu chuyện vấn đề mà cái tác phẩm ngõ cụt của cái anh Lệ Tổ này đó, cái tác phẩm ngõ cụt nha quý vị khán giả, ngõ cụt, hẻm ngõ cụt đó, được đưa lên cái drama này, đặc biệt nhấn mạnh ở trong tập 4 quảng cáo luôn ha. Nhưng mà cái tác phẩm này thì theo em đó là không nhảm nhí, không có giá trị gì hết đó. Rồi xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong cái video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.